Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Kim với lại ông xã đi chợ metro nha mọi người nhé. Ở đây chợ metro, xe người ta đậu cũng nhiều, chắc bữa nay trong chợ cũng đông. Chợ này là một cái chợ bán sỉ nha mọi người, chợ sỉ. Nó nằm ở ốp giờ xem, nó lúc biết xa thành mọi người. Mình đi chợ này mua đồ và ngày mai nấu sinh nhật của mình cho nhà mẹ chồng mình đó mọi người. Đây, thô là đi va gành đi ăn. Tới đây mình bỏ ra 50 sen, mình lấy cái dạ, mình lấy cái va gành ra. Đây là những cái tấm da lông dê nè mọi người. Đẹp ghê không? Từ xưa có rồi. Prudhoe 36. Nít sư thôi à hả? Nít sư thôi à. Đẹp ghê không? Cái tấm da dê nè mọi người. Mà chỉ có 42 đồng một tấm mà rẻ ghê á. Sư vi được chờ hết. Hả? This is soon nè anh. Kháu hình không? Hả? Mình thích cái tấm da đó đó. Anh nói thôi, bữa nay sinh nhật của em, em thích thì cứ mua. Mà Kim tưởng đâu là nó mắc, ai ngờ nó rẻ dữ. Nó có 36 đồng, 35 đồng, 69 sen đây nè mọi người. Đúng là nó 41. Thank you for asking. Dạ, thằng cả. Đó, mà bây giờ nó còn giá nó rẻ rẻ vậy đi mua. Kim thích cái màu đó, nó na tua. Còn mấy cái màu này, mấy cái màu này nó không có được đẹp. Mini shark. Mấy cái màu này là của con cừu á mọi người. Đó. Tấm này cũng của con da con hả? Oh. Oh, this is reindeer. Reindeer 130. Ờ, cái này nó 130 luôn rồi. This shrimp near this shark. Dạ. Yes, good. Cái này là reindeer nè mọi người. Ở đây nó có mấy cây chuối nè mọi người. Xã Kim thích dữ lắm rồi mua một cây. Mà nhà mình không còn chỗ nữa, mua cây chuối về để đâu. Đẹp quá rồi. Cây bonsai này đẹp ghê chưa mọi người. Cả cái bonsai này đẹp ghê chưa. Đó. Chuối nè. Đa là bị kia có thịt ai nữa. Dạ. Saxen Euro hả anh? Hả? Accent. Wow. À, vậy là nó cũng rẻ chứ, 18 đồng, 20 đồng, 24 đồng, 25 đồng. Hồi mấy năm trước em mua 45 đồng một cây đó. Cho phò heo vi hạch kỳ khấu phun mình phía xịt Euro. Rosa. Yeah, this is banana. For heavy coal and gold also. You see, got that 18 euro, or not? Yeah, it costs all 18 euro, 18. Coal and iron, or Nectamora. Huh? Nectamora. Nectamora is summer side, huh? Huh? Cook and so house, have we have a blood, or not? Yeah. Ở trong đây là họ bán những cái đồ mà làm vườn đó mọi người. Đó, cuốc, chét, chĩa rồi này kia nọ, giá sẻn làm vườn, đồ cào cỏ rồi bình xịt. Cái này kia. Ở trong đây. Hoặc là mình mua ở đằng kia cái nó bán cái đun gờ tưới cây đó mọi người. Mấy cái này để tưới cây kiểng đó mọi người. Đó. Rồi dây để tưới, dây tưới tất cả các cái cho vườn ở đây hết. Trong metro này nó lớn lắm mọi người. Rồi có bán đất,
bình tưới, bình xịt đồ đầy đủ. Ở đây là những cái đồ dòi nước để mà trong vườn để xịt nước đó. Những cái này là nó xịt đủ kiểu nè mọi người, muốn xịt kiểu nào thì gắn nó vô đó. 20 mét. Ở đây là họ bán những cái thứ thuốc mà dành cho collagen nè đó, rồi glen rồi mấy cái này đó để nhức chân nhức cẳng rồi ho rồi vitamin rồi magnesium rồi có đủ, mấy rồi dập bẻ rồi ison rồi có đủ rồi mọi người đó. Bột nghệ hai xin rồi curcum vitamin D tết khấu curcum bột nghệ nè ăn nếm. So viel gesunde Tee. Ở đây là dầu gội đầu, đủ thứ các loại. Hết cái metro này nó bán chợ sỉ, không có thiếu một cái thứ gì á. Mọi người mua cái thứ gì cũng có đó mọi người. Chỉ có là cái đồ làm nhà là cửa là không có thôi. Ở đây nó cũng bán mấy cái bàn chải đánh răng này để dành cho mấy cái khách sạn. Họ vô đây họ mua mấy cái mini, khách sạn mini họ vô đây họ mua về rồi để cho khách xài đó, rồi dép để đi trong trong nhà, hay là những cái shampoo này nhờ nó để trong nhà khách sạn đó mọi người đó. Mấy cái này là dầu tắm nhiều rồi, là cứ một chai nhỏ, cái này khách sạn nó mua trong nhà, nó bán chợ sỉ đủ hết đó mọi người. Này son phấn rồi gì giờ mỹ phẩm lăn lách rồi gì chỗ đây có hết đó mọi người, lược cài các thứ, kèm cắt móng đủ thứ luôn. Ở trong chợ này nó cũng bán xe đạp nữa nè mọi người đó. Đây xe đạp và giá như chiếc này là 886 euro, 868 euro, 89 sen, vậy là gần 870 chiếc xe đạp này. Chạy bằng điện không mọi người? Electro nè anh. Lấy tôi không điện chứ. Trót tôi khăn su mát hẳn. Đó, bánh đu ghen trá sành băng su. Nếm hẳn. Hôm nay nó bán cái xe này hả? Tới hồi mà mình đi lên xe lửa rồi mình gấp nó lại. Đó. Xếp nó lại. Hôn rịch xíp xịt. Đây là nó bán những cái đồ xì bọt Adidas và Fear Sen Euro sạc phun sen. T-shirt, ich hab keinen Platz mehr im Schrank für T-shirt. Trong này nó bán đồ xì bọt nè mọi người. Đó, tôi sẽ làm nè. Tôi sẽ làm mấy cái áo này là áo đá băng. Đây nè, mọi người nhìn xem ở đây thịt. Thịt ở metro này là bán sỉ như vậy đó mọi người. Đó. Cái này là collet của bò, 1,7 kg mà 2 miếng thôi. Cái này mà nướng là hết sảy luôn. Rinder club steak. Steak am Spucke. Rosti, filet, hüfte, blume, wurst. Trên đó có con bò, thịt đó, nó nằm ở chỗ nào, chỗ nào là người ta chỉ cho mình đó. Hüfte, blume, là nó nằm ngay cái đùi. Đó. Là chỉ cho mình đó. Trong này là quá trời thịt luôn mọi người. Ở đây lam nè, hia lam nè, anne hia crab, hellish crab, crab fly, anh ơi, you do collect crab lam, ok, go eat lam. Quá trời thịt luôn nha mọi người ơi. Mọi lần Kim mua cũng mua ở đây về nhà. Đây nguyên cả một cái đùi heo mọi người, đùi cừu. Cái hàng trên là nó bán hộp nào hộp nấy bự vậy đó. Mình mua về thì mình xài đó. Không phải là cái tiệm hay nhà hàng thì mình phải ghê tay ra, mình tách rời nó ra. Spanferkel. Aha, dạ Spanferkel. Đó. Cái này là heo sữa mọi người, nguyên cái đùi heo sữa mà. Đó. Nguyên cái đùi. Bây giờ
this, berührt. Ja, das ist Fuß. Oh, ich kann nicht mehr so lange hier. Fuß. Was ist das? Alles spannend. Weg. Ja, schön gefühlt. Ja, schön gefühlt. Wie du? Nein, ich will. Bán gì đó mọi người? Bán, dạ. Bán định bán cho. Nước rồi, 3 euro. Thì nào? 4 euro nếu mình đi giờ ăn. Tại ạ. Này. Đi đâu rồi, xin chào. Một thùng xương bò nè mọi người. Về tha hồ nấu thịt bò. Can you have a nice night if you have to do that? Yeah, so good. Vì nếm mình nùa, that's a knock mark. Nùa for full. Yeah. Họ là nếm mình đi khlai nè. Sạch. This khlai nè. À bà, ai mà, it's the best. Hà bà ai mà. I come on oil. Rồi còn một phương, nếu mình sẽ bay còn một phương, ổn đi rồi cao sợ ai mà, sẽ bay tại vì hẹp ai mà. Mình sẽ ai mà đơn này, là this, that's me. Vì nếu mình ai mà đi. 4 kilo 4 euro, đó. Dạ, kilo 4 euro. Mark nur 4 euro, 4 kilo 16 euro. Also, 1 Kilo, ich denke, 4 Euro. 4 Euro 40, 1 Kilo. 1 Kilo, da ist wie 4 Kilo? 3 Euro, 3. 4 Kilo, 16 Euro. Also, 16 Euro, nehmen wir das. Wie viel? 2 Kilo, ha? 2,5. Nehmen wir 2,5, muss ich sagen. Das sind verschiedene, guck mal. Da hat ihr Job an. Das ist 2 Kilo. Auch ein Muni, okay. Verschieden. Hier. Nehmen wir das. Okay, 2 Kilo. Ja, 2 Kg được rồi. Wow, lạnh quá, trong này nó lạnh. Mỡ này mọi người. Đó, mỡ đó, mình mua về mình sắt ra mình thắng này, mỡ trong đây là tất cả. Rồi da nè, đó. Nó bán đủ thứ mọi người. Chung à. Lưỡi nè. Lạnh quá. Nó bán lưỡi heo nè mọi người. Đó, lưỡi heo thì nhà mình cũng có. Nê, con lưỡi này lưỡi con bê. Carpasunga, lưỡi con bê. Đây mọi người, hôm nay á, mình đi chợ Metro. Mình mua tất cả các cái đồ này á mọi người. Mà hết 195 euro. Cái này á, là lam. Đây mọi người, thì hôm nay mình mua cái Roger Lab. Đây cái này đó là nó 80.000 nha mọi người nha, nó 3 đồng 26 sen, 80.000 đó. Rồi cái này là cái Room Mousson, cái này là 1 ký, 1 ký là cái con vẹm xanh đó mọi người. Xã Kim thích ăn con này lắm. Cái này đó là coi như 280.000 đồng tiền Việt Nam 1 ký, 280 đó. Còn cái cane đỏ này, cái tôm đỏ này đó mọi người. Ôi cha, Aculea sao. Rồi cái tôm này á là cái tôm đỏ này đó mọi người. Mình làm mà mình ngâm tương ăn cũng rất là ngon, nướng hay là ram hay kho gì cũng rất là ngon mọi người. Cái tôm này á nó là 480.000 cái bịch tôm này, nó 1 ký mọi người. Nó 900 gram. Bán sao mà không đủ 1 ký mà 900 gram những cái nữa. Đó là 480.000 cái bịch này. Rồi còn cái tôm này á, cái tôm này là giá 230.000 mọi người. Cái này là 230.000 một ký. Cái này 800 gram, 230.000, không có vỏ. Còn cái tôm này có vỏ đó, mà lại là 480.000 một trắng này mọi người đó. Còn xả này thì coi như là 30.000 4 cây đó. Còn cái đây á, mọi người biết cái này là mousson nè mọi người. Đó, cái mousson này á ha,
tôi mua coi như 800 gram mà nó là 720 ngàn, nó 30 đồng 29 cent, 720 ngàn cái bịch này. Cái da cốt mushroom đó, nó cái da cốt mushroom này là cái con không biết tiếng Việt là cái con con sò đìa, con sò sò gì na cái gì Venus đó mọi người, con sò Venus đó. Bây giờ có mushroom này ăn rất là ngon, mà Kim mua cái này á là filê không, không có vỏ, không có gì hết mọi người nha. Đó, 720 ngàn. Đó. Còn vắc xin gì xanh xanh đi anh. Vắc xin gun 80 ngàn. Vắc xin gun là cái gì? Anh for hair du hạt cơ giác, vắc xin gun. À, đây mọi người, cái chai xét này là Vatican Grun. Cái này nó là Vatican Hem này, nó ghi trong này là Vatican Grun Cup, 80 ngàn một chai, mà mình mua hai chai tại anh xã Kim thích uống cái đó. Đó. Còn cái chai Sapphire này á, là nó là 280 ngàn. Cái chai này là cái chai gin đó mọi người. Gin để uống với tonic đó. Đó. Còn cái Molinari Sambuca này á, là nó là 15 đồng là đại như nó 15 là coi như là 250 là gần 400 ngàn cái chai này, 400 ngàn. Đó. Rồi còn cái lam này á, Gossip Cosmetic, cái này là coi như là chạy như 130 ngàn. Rồi. 130 ngàn, cái này nó làm bằng cái trái bơ để cho mình sức lên trên mặt đó mọi người, để đắp mặt, mặt nạ đó. Đó. Rồi bây giờ cái này là dầu tắm, Kim mua cái chai dầu tắm này là 55 ngàn. Đó. Còn cái chai đô này, đô tắm này là cũng 55 ngàn luôn. Mà cái chai này để vô bát á, mình đổ vô trong bát mình nằm á, thì mọi người nó lớn như vậy á, nó 70ml, 750ml đó, mà nó cũng giá 55 ngàn bằng nhau với cái chai tắm luôn. Chai tắm thì nhỏ hơn. Còn cái lam này á, mọi người biết không, cái này là 800 ngàn. Cái lam colet này nó chỉ mua thịt cừu mà thịt sườn cừu á mọi người, thịt colet của cừu á, 800 ngàn. Cái này 800 ngàn. Đó. Rồi mạc cái nóc cần là cái này Kim mua xương bò. Đó, 2 kg, 1 kg 978, 1 kg 978, cái này là giá nó 175 ngàn đó mọi người, xương bò này. Đó mình hầm, mình nấu súp, nấu phở rồi. Đó. Rồi còn cái cuối cùng là cái cá này. Cái cá này Kim mua nó là nó tên là Wolf cá này Kim mua nó thấy nó ngon quá mọi người ơi, cái con cá này là nó ngon quá, nó tên là Vop Bạc. Kim mua nó là để coi cái giá của nó, Kim coi để coi cái này của nó là 280 ngàn ba con đó mọi người, trên chợ Metro mua giá sỉ, thành ra nó bán cho mình coi như là bữa nay là Kim mua hết cái chỗ này á, là hết cái chỗ này là nó là 149 đồng 59 cent, là chạy như 195 195 đồng nha mọi người, là chạy như là gần 5 triệu đó. Có bao nhiêu đây thôi mọi người, mà toàn là đồ ngon không. Ở đây là cái thịt lam này là Kim thích nhất đó. Thôi Kim xin chào mọi người nha, thì cái video này Kim cũng xin dừng tại đây. Kim xin chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Nếu thích video của Kim thì xin mọi người hãy bấm like, share và đăng ký kênh cho Kim với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.